Bà ơi, thì bà là tên là cái nghệ danh là Diệu Hiền là tên, còn tên thật của bà là Tên thật của bà cũng là Hiền. dạ Bà tên thật của bà là bà họ Lâm. dạ Bà là Lâm Thị Hiền. dạ Rồi cái hồi đó bà đi hát, bà lấy cái tên Minh Hiền. dạ Nhưng mà bà ra bà hát cái tuồng đó bà làm Nico Diệu Hiền. Rồi người ta cứ kêu bà là Diệu Hiền luôn, dạ người ta không chịu kêu cái tên Minh Hiền đó. dạ Ta cứ kêu cái tên Diệu Hiền không, thành ra coi như cái tên Diệu Hiền của bà là khán giả đặt cho bà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại viện dưỡng lão của nghệ sĩ sân khấu. Và ở đây thì Bùi Hồ hôm nay đến đây sẽ tìm thăm cô bà nghệ sĩ Diệu Hiền. Và Bùi Hồ sẽ có tâm sự với lại cô về nghề năm xưa. Và cũng cô sẽ hát tặng cho Bùi Hồ một số câu vọng cổ để cho cô bác quý anh chị nhớ lại cô nghệ sĩ Diệu Hiền năm xưa nha. Một nghệ sĩ rất là tài ba và nổi tiếng. Hiện nay thì cô đang sống ở trong khu viện dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu này. Cô đến đây thì cũng đã được khoảng 4 đến 5 năm. Và hôm nay thì Bùi Hồ biết và có dịp về đây. Xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ. Bạc Liêu nhưng mà mẹ bà đem lên thành phố rồi lúc bà mới 4 tuổi thôi. Ra coi như sống ở Sài Gòn, sống ở thành phố lâu hơn. Chứ còn Bạc Liêu là chỉ cái quê mẹ của mình thôi. Dạ. Bây giờ bà vô đây là được bao nhiêu năm rồi? Hơn 5 năm. Hơn 5 năm rồi. Rồi bà vô đây bà có cảm thấy vui không? Vui chứ. Vui bà mới ở đây chứ nếu buồn không thôi bà đâu có ở được. Dạ. Rồi sức khỏe của bà bây giờ sao rồi? Bết lắm con, không biết nó ngã. Sao khi bà vô đây rồi bà có nhớ về sân khấu lắm không? Nhớ thì nhớ, dĩ nhiên là người nghệ sĩ nào cũng nhớ, nhớ cho tới chết thôi chứ con. Dạ. Cho tới bao giờ mà ví dụ thì mình quên hết chuyện trên đời này thì mình mới có thể quên được cái hát của mình. Dạ. Chứ sự thật là chẳng nhớ. Nhưng mà có một cái là mình cũng biết thời gian cũng không có cho phép mình nữa rồi. Dạ. Là mà đất trời thì cũng công bằng như vậy. Ví dụ như cỡ tụi bà vậy là phải rút lui vô để dạ. cho nhóm nhỏ nó ra nó đứng chứ. Chứ mấy bà mấy ông cứ đứng đó hoài chỗ rồi mấy đứa nhỏ nó đứng. Dạ. Nghe không? Thành ra cái công bằng của trời đất là như vậy. Mình cũng chấp nhận. Có một cái bà nói là nếu mà có kiếp sau mà bà có được làm người, bà cũng xin được làm nghệ sĩ nữa. Chứ bà không có muốn làm tiên, làm Phật gì hết. Dạ. Nên nếu mà có kiếp sau bà cũng làm nghệ sĩ nữa. Trước đây vậy thì bà ở đâu? Bà ở bên Tân Khai á. Là con không chỗ gặp... gần chỗ Chợ Rẫy á. À, quận 5, bà quận 5. Quận 11 chứ. Quận 11, dạ. Nhưng mà ở bên kia đường là nhà thương Chợ Rẫy. Rồi cái đi qua bên đường bên này á là nó là Tân Khai. Dạ. Cái chỗ mà quán cơm Thuận Kiều rồi đó. Ờ, dạ. Đó. Bà bây giờ có con cháu gì không bà? 5 đứa con. Dạ. Con bà thì sự thật là nó cũng không cho bà đi. Dạ. Nhưng mà bà mới nói cho nó, bà nói là tụi nó từ nhỏ lớn nó kêu bà bằng chị Hiền không à. Dạ. Bị hồi đó bà đi hát nó cái mấy đứa em bà chạy ra chị Hiền về, chị Hiền về. Rồi nó cũng bắt chước chị Hiền về, chị Hiền về, nó quen miệng đó. Cái thành ra nó nói nó không có cho bà đi. Nhưng mà bà nói nó coi như là chị Hiền biết tụi con có hiếu có thảo với chị Hiền. Dạ. Chị Hiền làm chứng cho tụi con cái vụ đó. Nhưng mà cái vấn đề cái gì nó thực tế chứ tụi con đừng có sợ. Nó ở ngoài đời người ta sẽ nói sao mình để mẹ mình vô dưỡng lão rồi kia. Nhưng mà chị Hiền qua bên đó nó có cái vui của chị Hiền. Dạ. Phải nói cái thực tế cho nó đúng hơn. Vì bên này tụi con còn phải có con, có cái con. Rồi con phải đi làm. Vợ chồng con rồi phải đi làm để nuôi con. Bây giờ sống mà ra nó mà không có học là chết thôi. Dạ. Phải có học trước cái đã. Dạ. Cho nên mà bây giờ cái học đó nó nặng nề lắm. Thành ra để chuyển qua bên bển
ở bên đó nó mới là, cái giới của chị Hiền. Dạ. Tức là bên đây người ta nghệ sĩ không? Dạ. Rồi người ta cũng già như bà vậy nè. Dạ. Ví dụ đi vô đi ra gặp rồi nói chuyện rồi hàng với nhau lại. Đó. Hoặc là thỉnh thoảng cái ngồi đó, cái bữa nào đó cái mua một hai ly cà phê đá gì cái sống nhau đó ngồi uống, nó kể hồi đó đi đoàn nào sao sao rồi nó vui, nó cũng hết ngày đi. Dạ. Nó vui. Còn lẽ giờ mình ở đó rồi nó phải lo chăm sóc mình hoài, sao nó phải đi làm chứ. Dạ. Bây giờ không làm lấy gì sống con. Ra bà qua bên đây mà tụi nó qua hoài. Dạ. Coi như bữa nào con bà cũng có qua hết á. Dạ. Bà ơi thì bà là tên, là cái nghệ danh là Diệu Hiền là tên, còn tên thật của bà là Tên thật của bà cũng là Hiền. Dạ. Bà tên thật của bà là bà họ Lâm. Dạ. Bà là Lâm Thị Hiền. Dạ. Rồi cái hồi đó bà đi hát bà lấy cái tên Minh Hiền. Dạ. Nhưng mà bà ra bà hát cái tuồng đó bà làm Nico Diệu Hiền. Rồi người ta cứ kêu bà là Diệu Hiền luôn. Dạ, người ta không kêu, người ta không chịu kêu cái tên Minh Hiền đó. Dạ. Ta cứ kêu cái tên Diệu Hiền không, thành ra coi như cái tên Diệu Hiền của bà là khán giả đặt cho bà. Dạ. Là khán giả ở Đà Lạt đó. Dạ. Người ta đặt cho bà hồi cái năm bà mới có mười mấy tuổi á. Vậy là bà đi hát là khoảng 10 tuổi là bà đi hát rồi. Không, 14 tuổi. Dạ. Nè. Dạ. Đó. Cỡ đó đó mà bà đi bà còn vũ. Bà 14 tuổi bà mới đi. Nhưng mà con thấy bà bây giờ vẫn đẹp. Bà đi thì ở nhiều tỉnh thì bà thấy miền Tây mình sao à? Đam mê dữ không? Đam mê chứ. Dạ. Bà nói là miền Tây của mình là ta thích cải lương. Ta rất là thương cải lương. Dạ. Thương nghệ sĩ lắm. Bà cũng thích ở miền Tây chứ không phải là tại vì quê bà miền Tây mà bà thích, không dạ. phải gì. Nhưng mà bà thích cái người của miền Tây. Dạ. Chân thật. Dạ. Có tấm lòng vị tha, có được tấm lòng từ bi. Dạ. Đó, nói cho tội nghiệp người nhà quê mình lắm. Dạ. Ở miền Tây của mình đó, người ta chân thật lắm, bà thích lắm. Trong bụng sao thì nói vậy. Dạ. Với lại thường tự sao mà bà biết, tự vì bà hát ở miền đó cũng nhiều, miền Trung miền Bắc rồi cũng nhiều. Dạ. Nhưng mà con biết không, hát ở đó cái ví dụ thể mình không có ở rạp, nó không bị thường ưa hát sau này là hát sân banh rồi. Dạ, hát sân banh nhiều. Hoặc là chợ. Đó, với hát chợ rồi, cái rạp không có đủ cho mình chứa. Dạ. Thành ra cái mấy cái nhà đó cái hãy người ta trống rồi kia nọ, người ta không trống đi nữa, ta cũng lợi, người ta biết mình không có chỗ ở đó, người ta lợi, người ta kêu mình lợi đi tụi em hay tụi con gì đó, lợi đó đi, rồi lợi đó dù cho nhà đó người ta đã chật chội rồi nhưng người ta vẫn dọn dẹp đồ. Dạ, cho mình ta, ở để cho mình ở, thấy thương lắm. Mà mình ở rồi cái rồi có khi cái người ta đi chợ người ta nấu cơm cho mình ăn luôn. Sướng lắm. Ăn cái chỗ ăn mấy cái món ở nhà quê á, nấu á thì nó ngon, nó đậm đà hơn cái món sau này dù cho thành phố chế cái đồ này đồ kia ra nhưng mà nó không có đậm đà bằng ở cái miền Tây mình. Dạ. Chẳng hạn như canh chua cũng ngon, cá kho cũng ngon, cá lòng tâm đồ kho cũng ngon. Dạ. Cá bóng đồ kia nọ đó là hồi đó đó bà đi về đó bà thích nhất là khô cá lóc rồi ta nướng ta chiên đồ cũng ngon nữa. Về đó là bà thích lắm. Mỗi lần mà đi hát ở miền tỉnh đó, nó nhiều kỷ niệm lắm. Phần thường lúc đó đường đi thì khó đi bằng ghe. Dạ. Ghe mà loại ghe chài á. Dạ. Ghe lớn á chứ không phải ghe nhỏ nhỏ vậy. Đi ghe đó nhưng mà ta có để máy ở trong đó để chạy. Ghe mà bây giờ chở dừa rồi đó con. Dạ. Cứ chở dừa rồi lên từ tỉnh này qua tỉnh khác nó chở dừa, chở bí rợ rồi cái nọ đó. Ghe đó đó. Dạ. Mà vui lắm. Vậy là bà là nán lại sân khấu là bao nhiêu năm rồi? Coi như là bà mới bỏ hát khoảng bà nghỉ sân khấu khoảng chừng mười mấy năm mà.
Dạ. Không nhớ là mười mấy năm. Nhưng mà mười mấy năm đó bà nghỉ, bà không không có lãnh hát tuồng nữa. Bà đều bà đi hát chùa. Dạ. Lúc mà bà Út Bạch Lan còn đó, bà mới là làm trưởng đoàn. Dạ. Nè, bà Út Bạch Lan nè. Dạ. Đó, bà đó. Dạ. Đây đây. Đó, à, đó bà đó. Dạ. Còn cái bên là cô. Con. Bà. Lúc này bà quá đẹp luôn. Đó. Là lúc đó là bà nghỉ sân khấu rồi, bà chỉ còn đi hát chùa thôi. Dạ. Còn ở đây bà là lúc còn trẻ, khoảng chừng 20 mấy hả bà? Hả? Cái đó chừng 20 mấy rồi con. Ồ, dạ con này là đang ở trên sân khấu. Ồ, con nhìn lại mấy cái tấm hình mà ngày xưa của bà. Đó, con có nhìn ra bà không? Dễ râu á. Dạ không, cái này con không nhìn ra nè. Này tuồng gì hả bà? Không có tuồng gì hết á. Dạ. Đi rồi cái hai đứa có dắt vô trong sẵn có cái tiệm chụp hình đó, rồi hai đứa chụp chơi vậy. Dạ. Bà với Bạch Tuyết đó. Ờ, bà với Bạch Tuyết đó hả? Ờ. Ồ. Hồi đó là lúc đó là hai đứa mới vừa đi hát đó. Dạ. Đi học chung một thầy đó. Ở bên đây là của bà, hình của bà lúc còn ở sân khấu đây. Cái này là thống nhất hát với Út Trà Ôn rồi đó. À này hả bà? Đó là người ta chụp, người ta làm báo xuân đó. Làm báo xuân. Ô nhìn cái lại. Cái này là tuồng. Nhìn lại cái quá khứ, cái cũng thấy bùi ngùi nhớ sân khấu hả bà ha. Nhớ nhưng mà mình đành thôi con, tự vì thời gian không có cho phép mình. Dạ. Bây giờ bà đã còn hát gì được không hả bà ha? Không, có nhiều khi người ta vô chơi, người ta nói quá, cái bà hát một hai câu gì cho người ta nghe vậy thôi. Hát không vậy đó. Dạ. Chứ còn nếu mà đi sân khấu là bà không có đi nữa. Ê, con nói bà hát không nữa. Bà có hát ví dụ như bà lên đường cổ nữa, có bị ảnh hưởng được sức khỏe không hay là? Dĩ nhiên có. Dạ. Tức là nó thua hồi đó xa lắm. Dạ. Nó chỉ còn có một hai phần của hồi đó thôi. Dạ. Khoai ngoại con mà gặp được bà thôi, ngoại con chị em mình cũng già rồi, để gửi lời thăm chị với thăm cha của thằng Hồ nha. Sẵn đây em tặng cho chị một bài ca mà hồi nọ em thường hay ca đó. Bài ca này là của chắc chị có nghe dĩa thì ông Út Trà Ôn đó, ổng thu vào dĩa cách nay mấy mươi năm rồi. Bài ca này là của tác giả nhân dân Viễn Châu, được mang tên là Trụ Dương Thiêu Mình. Em ca dù không được như ngày xưa nữa, nó còn một hai phần của ngày xưa thôi, đều coi như kỷ niệm để gửi, quà của em gửi chị với gửi cho cha của thằng Hồ. Này là em ca ba câu nha. Đồng bào lạc giết quan tôi lương đông, sải bồn kia sát hại đám phi tần, giết tỷ can giết tỷ can để lấy linh tâm, giam cơ từ 7 năm nơi vô ly, thế mới hay thiện ác đau đầu chung hữu báo, cao phi diện tẩu gia năng tàn, ba tánh vì ai phải chịu cảnh cơ hàng, ta còn bày ra trò chặt chân trẻ xem mở và mổ bụng dựng phụ xem thai. Ta phung phí hết của kho, ta đã giết quan tôi trung thần lương đông, bởi làm vua mà quá nghe lời Hồ Mỹ nên ngày nay nghiệp đệ phải tan tành. Đây ba lát đại vàng son rực rỡ mà ta điểm tô trên xương máu dân lành, hôm nay chỉ còn
có riêng ta ôi trớ trời một mình. Đèn hoa đã tắt từ lâu, tiếng nhạc cũng chìm vào trong im lặng. Phi tần đâu, lũ hồ ly đâu, chúng đã bỏ ta mà trở về nơi hang cùng núi thẳm, chỉ còn có ta với chén rượu nhạt mùi hương. Đầy chén rượu cuối cùng ta nhấp cạn, sao ta nghe sầu dâng lên tâm nào, trong khi ta chơi vơi giữa ba lạc đài. Ôi một vị vua vô đạo như ta, trên thì thất lễ với chư hầu, dưới ta gây lầm than cho ba tánh. Rồi đây khi trở về nơi âm cảnh, ta có mặt mũi nào nhìn ngó tiên dương? Kìa sao bỗng dân đất trời lại nổi lên màu tan tóc thê lương. Đó có phải là bao hồn quan của thuở trước nay đã hiện về đòi mạng ta chăng? Châu thăng thôi hãy chấm dầu nổi lửa, để cho quá nhân tự xử thiêu mình. Ngàn đời sau đừng ai nhắc nhở đến trụ dương, một vị vua hôn quân vô đạo, lầu cao rũ nắng sương tàn, bởi vua kém đức nên ai vàng suy gì. Ồ, quá hay luôn. Rồi con nghe là con nhớ lại ngày xưa mà thấy muốn khóc. Giọng ca của bà hiện nay thì vẫn còn rất là trong và tốt, mà nó vẫn so với ngày lúc mà bà còn cái tuổi thanh xuân thì nó không thay đổi, cái chất giọng nó không thay đổi gì mà. Không, đổi nhiều chưa? Dạ. Nó đổi nhiều đi. Dạ. Cho nên bây giờ bà ca chỉ còn cái thế thôi. Dạ. Chứ thằng ca thẳng thắn như ngày trước là không được. Dạ. Ừ. Tự vì thời gian đó, từ năm nay bà đã 70 mấy rồi, gần 80 rồi. Dạ. Thành ra không được. Có nhiều khi con tới đây gì chứ còn qua sang năm là hết ca gì được rồi. Con cũng còn may mắn, con còn được gặp bà ở chỗ này đấy. Con trực tiếp, khoảng cách của con với bà nó gần hơn. Ngày xưa thì con ở sân, con ở dưới sân, con coi trên sân khấu thấy nó xa quá. Dạ, hôm nay con rất là vui luôn. Được nghe bà kể chuyện ngày xưa rồi nghe bà ca cho con nghe đến tận hôm nay mà bà tặng cho ngoại của con nữa. Bà lúc trước bà có thường đi về Đồng Tháp, các tỉnh, các huyện khác của Đồng Tháp không bà? Nhiều lắm con. Dạ. Tự vì có một thời gian bà đi cái đoàn Tháp 10 đó. Dạ. Đó, đoàn Tháp 10 đó là nó là của Đồng Tháp. Dạ. Ừ. Nó là của Sở Văn hóa đó. Dạ. Sở Văn hóa Đồng Tháp á. Ừ. Ra bà đi bên đó thời gian bà đi nhiều lắm ạ. Đi Tháp 10 là bà đi nhiều nhất á. Bà có ấn tượng với lại cái tỉnh Đồng Tháp không, cái vùng Đồng Tháp 10 đâu không? Thì đó, nãy bà kể dạ. Với con đó là nó vậy đó. Dạ. Rất là thích. Sáng nay bà có ăn uống gì chưa? Có, sáng bà uống cà phê. Dạ. Cà phê sữa. Dạ. Pha rồi cái bà uống. Dạ. Ô, gặp bà vui quá luôn. Thôi con chúc bà sức khỏe nha. Chúc bà luôn vui vẻ, an vui trong cái cuộc sống. Gặp nhiều may mắn, rồi sức khỏe dồi dào luôn. Bà đến 100 tuổi luôn hay bà ha? Ôi, 600 tuổi, xấu quá. Bà không ham đâu con. Dạ. Không ham sống nhiều năm quá đâu. Dạ. Ừ. Nữa, cho bà gửi lời thăm bà ngoại con, bà của con đó. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Nha. Với chúc cho con gặp nhiều may mắn. Với dạ. Cha của con cũng vậy. Ráng có sức khỏe. Nha. Dạ, con cảm ơn bà.